Xin chào, tôi là Quốc Đạt. Chào mừng quý vị đang đến với chương trình Hot Trend. Hot Trend. Và hot trend đầu tiên của chúng ta sẽ là ghen COVID. Không những là ghen COVID lan tỏa ở Việt Nam mình nè, với những anh chị nổi tiếng như là Min nè, Eric nè, hay là họ hàng Tiểu Vi, hay là rất là nhiều các anh chị khác nữa. Nhưng nó còn lan rộng ra quốc tế nữa. Trên kênh truyền hình HBO cũng đã đưa tin về ghen COVID của chúng ta nữa đó. Ngoài bài hát ghen COVID thì có một bài hát cũng để cổ vũ cho chúng ta có tinh thần vượt qua dịch bệnh nữa, đó là bài hát của Min Beta, Việt Nam ơi, với phiên bản ghen COVID. Mời các bạn cùng lắng nghe nhé. Trên Facebook phải đeo khẩu trang cho đúng lúc, đừng kỳ thị ai văn minh vì dân lành mình. Kẻ thù nào ta không chiến thắng, triệu người ngày đêm đang cố gắng, một vòng tay nối trọn Việt Nam. Yêu thương cuộc đời, tin nơi con người, đừng sợ nhé, chúng ta vượt qua hết. Đất nước của mình bao nhiêu ân tình, Việt Nam không bỏ lại ai phía sau. Việt Nam ơi, có ý một số để tránh dịch bệnh, và đây chắc chắn là lên. Đừng mang COVID đi theo trên mọi nẻo đường. Biết bao người đã công hiến thời giờ, mang sống quý báu của mình. Với cái tinh thần ghen COVID như vậy đó quý vị, có rất là nhiều người, những cái hộ gia đình bị 8 quận ơ rồi ha. Tội ăn gì? Bị cách ly. Tội ăn gì? Không có sang trọng nhiều hết trơn. Tội ăn Nga Mỹ, táo New Zealand. Rồi xin mời ship qua lẻ liền một thùng cho chị nha mấy anh chị nha. Mời. Chị Bạch Tuyết ơi, chị Bạch Tuyết, chị làm ơn lấy chiếc táo của một phù thủy cho mấy anh chị bên quận 8 nghe chị Bạch Tuyết. Và thông tin tiếp theo sẽ là các thông tin về các anh chị nghệ sĩ, những bạn nổi tiếng, những bạn KOL đang nằm ở khu cách ly nha quý vị nha. Tuy nhiên có tinh thần cũng rất là lạc quan, vui vẻ và phấn chấn, như là Hoàng Yến thì chơi lô tô nè, còn chụp hình rất là high fashion nha mọi người nha. Rồi có mấy anh bộ đội trong đó nữa, dễ thương. Ta làm gì? Bưng cơm tới, ship trà sữa tới, rồi gì nữa, có một cái anh chàng 2K1 và Du học sinh. Ba mẹ nghĩ là con không có ngủ được cho nên là ship một con gấu cho anh chàng 2K1 đó ngủ. Và cùng với đó thì các anh bộ đội cũng đã làm cái công tác đó chính là phục vụ văn nghệ. Phát loa mở banh cái rạp luôn quý vị nha. Hy vọng với tinh thần lạc quan này á sẽ lan tỏa đến nhiều người, đặc biệt là các bạn trẻ nè, để chúng ta sẽ cùng nhau chống dịch một cách hiệu quả nhất nha quý vị nha. Ê Sĩ Quan, mà sao ở ngoài không được tập trung hát hò đồ này kia rồi mình lan tỏa ta, mà vô chổng mình mới vui được vậy ta? Không có em vô được không mọi người? Ít sai á, sai á, em thấy là vậy là sai trái. Ở ngoài mình cũng chống dịch được đúng không mọi người nha. Đừng có nghĩ là vô đó là vui rồi mình vô chổng đông vui, không có. Mình không có thì mình nhường cho những người mà người ta có nguy cơ mắc bệnh vô đó nha mọi người nha. Đừng có một cái suy nghĩ le lói là mình vô cho vui, đi làm tình nguyện viên chổng thì được. Các anh chị trong khu cách ly thì có tinh thần lan tỏa theo cái khu cách ly. Và mình ở ngoài á, mình cũng có một cái phong trào của những người ở ngoài. Chúng ta hãy học theo các bác sĩ, đó chính là phong trào Stay Home. Chúng tôi đi làm vì bạn, bạn hãy ở nhà vì chúng tôi. Cho nên là các anh chị nhớ ở nhà nghe không? Ở nhà chứ đừng có đi lang thang lung tung. Rồi hả, dính dịch bệnh mệt lắm nha quý vị. Mệt lắm chứ không phải là vui vẻ lắm đâu nha. Nha quý vị nha. Hãy quay đầu. Các bạn có biết tại sao có câu đó không? Không biết tại sao đúng không? Không biết không? Mời coi clip. Từ đó có câu hãy quay đầu. Mà quên chưa hết chương trình mọi người ơi. Chúng ta là những người trẻ đúng không mọi người? Bởi vậy chúng ta phải cập nhật xu hướng mới. Mà xu hướng mới là gì? Có đồ ăn, đồ uống nữa. Và một món đồ ăn xuất phát từ Hàn Quốc á mọi người. Và cái tiếng Anh cái là cái gì cà phê, gì đô, gô, na gì đó. Đại khái là vậy. Nhưng mà dịch ra tiếng Việt có là cà phê bọt biển. Nghe là thấy hấp dẫn rồi đúng không mọi người? Ở trên là cái lớp bọt biển làm từ cà phê, nó ngon. Rồi ở dưới là gì?
sữa tươi nha mọi người nha, nó hòa quyện với nhau, nó ngon làm sao. Đã vậy đề con xin muốn xỉu nha mọi người. Còn bây giờ làm gì? Con hot trend xong, pha một ly cà phê để mình tận hưởng nha. Và đừng quên check in và bình luận với trang Facebook của Sun and Moon. Bây giờ hết rồi nha quý vị nha, nhưng đừng có dội tắt. Tôi là Quốc Đạt cùng với Hot Trend, bắt trend mới cho đời vơi vơi.